máy phát điện các bạn. Ở đây tiếng Nhật nha, mình đọc nha. Máy phát điện đồng kỳ, tức là nó cùng kỳ của Hitachi nha, Hitachi. Nó tua cao nha, 3.306. Điện áp phát là 200-220 các bạn. 200-220. 30 tới 35 kVA. Điện ra 3 pha nha, 3 pha 50 3 pha 50 hạt 60 hạt nha. Máy phát điện của Nhật. À, con này quá ngon. Tại mình thấy trên mạng nó phát toàn mấy loại này không các bạn. Loại bự bự vậy nè, tròn 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 tròn. Lấy con gì làm mẫu quá. Máy phát điện kia con Mitsubishi đó. Phát điện áp cao ra 3 pha. Đó, áp cao nha. Ồ, nó có hai loại phát điện các bạn. Một loại là đồng kỳ nha, một loại là phát lưu. À, phát điện máy 50 kVA tua. Cái coi tua các bạn, quan trọng cái tua. 50 cho tới 55 kVA nha. Thông số 50 hạt 60 hạt nha. Nó 3.306 các bạn ơi. Thì phát tua cao không à. 0.8. Điện ra 3 pha 45 kVA liên tục 1 giờ nha. Chi chỉ cần 1 giờ là 50-55. Xài liên tục có là 45-50 kVA 200-220 3 pha. À, mấy con nguyên zin của Nhật quá ngon nè. À, phát điện con này nữa các bạn. À, phát điện 60 hạt, 220 V, 28 kVA. Ba pha. Tua 3.6 nha, phát điện tua cao nha. Còn bộ phát điện hết. Nha, phát điện tua cao. Điện tua cao.